Trang thơ cán bộ hội viên. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục trang thơ kỳ này, tạp chí xin được gửi tới quý vị bài thơ Lời hiệu triệu trái tim của tác giả Đàm Quyết Tiến, Chủ tịch Hội Người Mù huyện Phúc Thọ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lời hiệu triệu trái tim. 75 năm Bác ra lời, thi đua ái quốc người người hăng say. Bộ đội súng chắc cầm tay, giặc kia kéo đến chúng bay tan tành. Nông dân gặt hái nhanh nhanh, thóc đầy kho bãi, lợn nhanh xuất chuồng. Nhà thơ thông thả tiếng chuông, đêm quê êm ả trăng xuông thanh bình. Xa xa tiếng máy xịch xình, gieo vang tiếng búa công trình mọc lên. Nhi đồng phấn khởi điển tên, tuổi nhỏ việc nhỏ làm lên cơ đồ. Phụ lão nghe tiếng Bác Hồ, hòa bình kiến thiết đàn bồ câu bay. Cùng bao giai cấp hăng say, thi đua ái quốc dựng xây nước nhà. Cho tổ quốc ngàn lời ca, hồn thiêng sông núi bao la đất trời. Giang sơn ngấm vóc tuyệt vời, lời Bác đọng mãi